gian hàng của Malaysia năm nay. Can visit Malaysia pavilion. Very attractive, very nice. It's great. Like it. Chúng ta đang có mặt tại gian hàng của Malaysia, quốc gia trong khối ASEAN của chúng ta. Và năm nay chúng ta thấy được sự trưng bày của Malaysia đơn giản nhưng mà cũng ấn tượng. Và các bạn cũng đã giới thiệu hội sách Selangor. Cùng tìm cách phát triển hợp tác xuất bản trong khối ASEAN của chúng ta trong năm Việt Nam làm khách mời danh dự, Việt Nam làm chủ tịch và tổng đốc giám đốc điều hành của khối xuất bản ASEAN, có thể đến những khách mời danh dự của hội sách của khu vực chẳng hạn như Selangor International Book Fair cũng như các cái hội sách khác.